Xin chào toàn thể anh em audio. Ngày hôm nay ngày 20 tháng 4, Phạm Thức Audio xin phép được quay và test một bộ piano 7800 mắc đôi cho anh Dũng. Anh ở Lào Cai, Kim Tân, Lào Cai. Và anh đã chuyển khoản đầy đủ cho bên em. Chiếc âm ly mà em tuyển cho anh ấy là âm ly 7800 mắc đôi nguồn vàng 12.800.000. Vỏ, hai cái vỏ luôn, độ lên hai cái vỏ. Và tuner 7800 mắc đôi cũng là nguồn vàng đĩa vàng luôn. Đây là tổng thể sản phẩm sau khi lắp vào hộp. Đấy. Đây là FM nhá. FM đang bắt này. Kênh Thành phố Hồ Chí Minh này. FM này. Đấy, đã nâng lên bản FM cho anh. Nguồn vàng đế vàng đẹp xuất sắc, giá là 2 triệu chưa tính vỏ, vỏ là 700k. Còn bên dưới là chiếc âm ly piano 7800 mắc đôi nguồn vàng đẹp xuất sắc và đã hoạt động, đã test chạy ok. Đấy, bắt FM thì anh em chỉ việc cắm một cái dây điện. Cắm một cái dây điện duy nhất vào đây thôi. Đấy, vào cái cổng FM ở bên ngoài này. Hai cái cổng FM ở bên ngoài. Đấy. Thì sóng nó sẽ khỏe lên. Chỉ cần một cái dây điện kéo dài khoảng chừng tầm 2-3 mét thôi. Đây là chiếc âm ly. Mình em đã chỉnh này, các đường tín hiệu vào và ra loa này. FM đây còn bắt thêm được cả đài ở Nam Định, em bắt được đây này, đài này, chỗ này này. Vấn đề là đài Nam Định bến giờ nó không phát đoạn này này. Đây. Còn một số đài nữa cơ, nhưng mà nó còn phụ thuộc vào thời gian phát. Còn đây là AM nhá. AM. Ukraine. Đấy, đài tiếng nói Việt Nam. Và bây giờ mình cổng AUX đã đang cắm tín hiệu nhạc mạng. Đánh vào âm ly piano i9 330 rất lực, quá lực luôn, đánh to không bị hụt. Không hề lực một chút nào, không hề thiếu lực một chút nào. Rồi, sản phẩm đã đóng xong, đã chuyển khoản xong thì về ngày hôm nay em sẽ ship hàng. Cảm ơn anh em đã xem ủng hộ kênh của Phạm Thức Audio. 7800 mức đôi chắc phải chục ngày nữa em mới lại có hàng tiếp anh em nhé.